Kiều đi. Quý vị ơi, hôm nay Nguyên Thảo cho Kiều đi đến Petmark cắt tóc. Rồi cắt sao còn dài dài ấy cơ. Này về Nguyên Thảo phải chỉnh lại, phải sửa lại. Bình thường là Nguyên Thảo cắt không à, Nguyên Thảo nuôi tụi nó 6 tuổi rồi Nguyên Thảo cắt không à. Có mấy ngày này Nguyên Thảo không có khỏe. Nguyên Thảo phải đưa các bé ra ngoài cắt. Ôi, cắt cái gì à? Rồi sao hả? Cắt cái nhăm nhở vậy? Rồi, coi nè. Da đồng thòng nè, mũi chưa hết nè, cắt chưa hết. Im coi. Im mấy miên coi coi. Cọng dài cọng ngắn nè. Đi về để chỉnh lại, sửa lại. Kêu đi. Kêu đi nào, sao mặt buồn vậy? Kêu đi. Nè, nhìn má mi nè. Đi chơi ha, đi chơi ha. À, đi về phải cắt lại này nè, nó lõm lõm, nó không đều nè. Ok. Trời ơi, khóc nè. Nguyên giọt nước mắt rớt xuống luôn nè. Ừ. Sao đó con? Sao đó con? À, nguyên giọt nước mắt nè. Im coi. Ôi, nguyên giọt nước mắt nó chớp cái nguyên giọt nước mắt nó rớt xuống nè. Rồi tội nghiệp quá nha. Sao đó con? Nè quý vị coi nè, nè, ôi đất ơi, một giọt nước mắt nè. Nó tưởng bỏ nó ở đây nữa nó Sao vậy hả? 6 năm rồi má mi cắt không mà hôm nay đưa ra ngoài cắt rồi nó khóc, quý vị coi nè, một giọt nước mắt của nó rồi tội nhiễu nghiệp đây quá vậy. nè. Ôi đất ơi, ôi nó chớp một cái nó rớt giọt nước mắt nó xuống luôn anh. Nè, nước mắt nó còn đây nè. Nè, đây nè. Đó, giọt nước mắt nó nè. Đó, đây nè, quý vị. Trời ơi, tội nghiệp gì trời. Sao đó con? À, mami đâu có bỏ đâu, mami không khỏe, đưa con ra bên ngoài cắt rồi xong rồi mang về chứ có bỏ đâu. Đón nó, xong rồi nó nhiễu một giọt nước mắt quý vị. Ôi, đó là tội nghiệp không? Mami kêu đi. Mami kêu kìa. Kêu đi. À, mami thương nè. Thương á. Đi ra, đi ra. Ôi ơi biết khóc nữa kìa. Nguyên Thảo kiếm mua cái sợi dây cho con Happy. Ở nhà có mấy sợi dây để dẫn cho nó đi rồi, nhưng mà mỗi lần đi cái là nó giật dây, nó giật dây rồi nhảy qua bên này, nhảy qua bên kia. Chiều nay Nguyên Thảo dẫn nó đi làm Nguyên Thảo xém té, nó giật dây Nguyên Thảo xém té luôn, ghì lại không được. Mà ở đây người ta có bán những cái loại dây này nè quý vị. Chạy mà những con chó mà khó dạy á, những con chó mà nó cứng đầu cứng cổ mình nói nó không được á, là nó có những cái sợi dây này, khi mà đeo vô á mà nó giật á là cái dây này từ đã bám vô người đó, nó đau là nó biết là nó ngừng lại, nó đi từ từ chứ nó không có giật nữa. Ở đây cũng nhiều con chó mà nó giật dây như vậy đó, cho nên người ta phải sản xuất ra những cái loại dây để trị nó nè. Nó có mấy cái này, cái gai này á, nó tròn thôi chứ nó không có nhọn, nhưng mà khi mà nó giật cái dây là cái này nó siết vô cái cổ nó, vô cái thịt của nó là nó biết như vậy là nó không giật nữa. Mà ở đây nó bán nhiều sợi, 35 đồng sợi nè, 35 đồng sợi. Cái này 28 inch. Giống cái nãy mình mua không? À, coi coi 22 inch bao nhiêu. Hồi nãy Nguyên Thảo mua 22 inch ở bên cái chỗ bên kia, sao nó bán tới năm mấy đồng kỳ vậy? Nhìn bắn mắt quá à. Coi cái 22, cái nào 22 inch. 22 inch, anh coi coi cái này chắc cỡ này nè, thấy không? Hôm nay Nguyên Thảo dẫn cho nó đi đi bộ. Mấy hôm vừa rồi Nguyên Thảo không khỏe, Nguyên Thảo nằm không hà. Hôm nay Nguyên Thảo khỏe rồi, dẫn cho nó đi bộ. Nó ở nhà nó cuộn chân cuộn tay, nó không có được đi chơi, nó la nổi hết á. Trời, nó như con ngựa điên vậy trời. Đó, nó đang vậy đó quý vị. Ở đó nãy cái Thảo dẫn cho nó, ba nó đi bỏ, nó ị ngoài đường, ba nó mới hốt xong rồi ba nó đi bỏ, mang về nhà để bỏ trước, thì ở đây cũng gần nhà. Mà Nguyên Thảo cầm cái dây mà nó kéo Nguyên Thảo chạy theo không kịp với nó luôn, đau hết tay à. Nhỏ này nó khỏe ghê vậy.
Hôm vừa rồi á là Halloween đó, nhẽ là Nguyên Thảo quay phim cho các bé, Nguyên Thảo chuẩn bị quần áo rồi đồ hết rồi, mà tự nhiên Nguyên Thảo bị huyết áp nó cao quá, 170, 180 luôn, mà nó lên xuống thất thường. Nguyên Thảo mệt quá, Nguyên Thảo nằm không 2 tuần luôn quý vị, cho nên á là mệt không có làm được, không có quay được video các bé cho quý vị xem. Nguyên Thảo sorry nha. Nguyên Thảo khỏe, Nguyên Thảo sẽ làm nhiều hơn cho quý vị xem. Hôm nay Nguyên Thảo cũng tạm ổn rồi, cũng chưa có khỏe lắm. Nó muốn lên, nó muốn xuống vậy. Mà mỗi lần huyết áp lên, nó Nguyên Thảo mệt lắm. Nó nhồi, nó làm qua cái tim mình cũng mệt nữa. Mà nào giờ Nguyên Thảo đâu có bị cái này đâu. Sao tự nhiên nó giọt lên 170, 180, rồi nó xuống 90. 90, 92, huyết áp nhảy lên nhảy xuống kiểu đó. Mỗi lần nó lên xuống vậy, nó làm cho cái tim của mình á, cảm giác mình đau, mình thở không được. Ở chân tay thì tê. Minh Nhật đi làm á, Nguyên Thảo, mỗi lần Nguyên Thảo gửi những cái số mà cao, Minh Nhật sợ lắm, Minh Nhật phải chạy về. Hôm nay Nguyên Thảo cũng tạm ổn rồi, nhưng mà vẫn còn mệt lắm. Đi về nói chuyện chắc quý vị nghe Nguyên Thảo nói cũng thấy Nguyên Thảo mệt mà ha. Nhưng mà chịu khó đi bộ cũng khỏe rồi, dẫn cho con Happy nó đi nè. Nó ở nhà nó không được đi á, nó cà tưng nó la in nổi nhức đầu lắm. Đó quý vị thấy dẫn nó ra như vậy, Minh Nhật dẫn chứ Nguyên Thảo dẫn không nổi. Nó giật bên này giật bên kia mình mệt lắm. Nó khỏe quá trời, nó như con ngựa vậy đó. Mỗi lần mà ở trong nhà Nguyên Thảo bước ra gần đến cái chỗ nó là nó nhảy. Nguyên Thảo nói tao thì mệt quá trời, đi không nổi, ngồi không nổi, còn mày cà tưng mày khỏe quá, chia cho tao chút sức khỏe coi. Hôm nay Canada ban ngày hôm nay nó 7-8 độ, 7-8 độ C, cũng mát mát lạnh lạnh dễ chịu. Đó, nó giật ba nó đó. Đó nó cũng bình thường quý vị. Sao mà nó được tháng 12 này, cuối tháng 12 này là nó được 1 tuổi rồi đó, mà nó cà tưng à. Nguyên Thảo mua cái sợi dây đeo cổ cho nó rồi đó, ngày mai Nguyên Thảo cho nó đeo. Đường nào cũng được anh. Bang qua bên này, bang qua bên kia, ba nó phải đái. Hôm nay trời lạnh lạnh ra ngoài đường ngồi đái. Nó quấn qua quấn lại cứ phải đưa cái dây qua bên đầu mình á, chứ không mấy nó quấn cái dây vô người mình. Anh kêu nó đi đàng hoàng thử coi nó làm sao nó nhảy qua nhảy lại suốt vậy. Đi đàng hoàng á con. Mày nhảy tưng tưng như con nhỏ điên vậy. Ở nhà có mình á, là kêu đi chơi với nó à. Nó chơi giỡn mạnh quá, mấy đứa kia không có thích nó, thấy mấy đứa kia thấy nó là mấy đứa kia tránh chỗ khác hết à. Có kêu đi là hay giỡn với nó. Mà kêu đi á thì nhỏ, kêu đi ngồi á, cái nó đi nó đứng trên đầu kêu đi, nó đứng kêu đi ngồi trong bụng nó đó. Nó đứng trên nó giống như cái vòm vậy đó, kêu đi ngồi tròn lõn trong bụng nó vậy đó. Nó đứng yên vậy đó, không biết nó làm gì nữa. Nó giỡn thôi chứ nó không có cắn, nhưng mà nó giỡn mạnh lắm, mấy kia không có thích. Có kêu đi là thích nó à, kêu đi giỡn với nó. Tối Nguyên Thảo cho các bé ra đây ngồi chơi cho mát.
nó cứ quay vòng tròn, nó chụp cái đuôi nó chơi cái đuôi nó. Cứu đi. Nó mới có 10 tháng rưỡi, 11 tháng nó bự vậy quý vị. À, đứng ngóng ngoài đường. Ra chơi hả? Mát không? Ừ. Xin kính chào tất cả quý vị. Video của các bé đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trên những video kế tiếp. Goodbye. Lucky. Gió thổi tóc tai và bù xù.